Ngày Sa-bát qua rồi, Marie Madeleine, Marie mẹ Gia-cơ và Salome mua hương liệu để đi xức xác Đức Chúa Giê-xu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, từ sáng sớm khi mặt trời vừa mọc, ba người đã đến mộ. Họ nói với nhau: ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ cho chúng ta? Nhưng khi nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra rồi. Đó là một tảng đá rất lớn. Vào trong mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo dài trắng ngồi bên phải thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng người đó nói với họ: đừng kinh hoàng. Các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu người Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây nữa. Hãy xem nơi đã an táng Ngài. Hãy đi báo cho các môn đồ Ngài và Phi-e-rơ rằng Ngài đang đến Galilê trước các ngươi. Tại đó các ngươi sẽ thấy Ngài như Ngài đã phán với các ngươi. Vừa ra khỏi mộ, các bà đều chạy trốn vì quá kinh ngạc và run sợ. Họ chẳng dám nói gì với ai vì quá khiếp đảm. Khi Đức Chúa Giê-xu sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, trước hết Ngài hiện ra cho Marie Madeleine là người đã được Ngài trừ khỏi bảy quỷ dữ. Bà đi báo tin cho những người đã từng theo Ngài đang sầu than khóc lóc. Nhưng khi nghe rằng Ngài đang sống và chính bà đã thấy thì họ không tin. Kế đó Đức Chúa Giê-xu trong một hình dạng khác đã hiện ra cho hai trong các môn đồ khi họ đang trên đường về miền quê. Hai người này trở lại báo tin cho các môn đồ khác, nhưng họ cũng không tin. Sau đó Ngài hiện ra cho 11 môn đồ khi họ đang dùng bữa. Ngài trách họ về sự vô tín và cứng lòng, vì họ không tin những người đã từng thấy Ngài sau khi Ngài sống lại. Ngài phán với họ: hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Sau khi phán bảo như vậy, Đức Chúa Giê-xu được cất lên trời, ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi. Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo.